Chào các bạn đến video clip thứ 9 hướng dẫn học lập trình bằng AutoIT. Ở video clip trước, video thứ 8 chúng ta đã biết cách khai báo và sử dụng hàm. Ở video clip này chúng ta sẽ học cách học cách sử dụng biến bên trong hàm. Trước khi bắt đầu bài, mình sẽ lưu ý một chút là tất cả video clip trong hướng dẫn bài mình đã đưa vào bài chính ở đây. Bạn có thể xem từng video clip một trong những bài tương ứng hoặc là bạn xem ở đây thôi. Cũng như vào đầu là bài mình có nói, video clip là một chương trình dạy hoàn toàn khác với những bài viết ở đây. Có thể nói là hai bài song song với nhau. Nếu các bạn xem video clip vẫn không hiểu hoặc vẫn chưa đủ hiểu, các bạn có thể xem tiếp những bài viết ở đây, hoặc là ngược lại, nếu các bạn đã xem bài viết từ trước mà vẫn chưa hiểu, các bạn có thể xem lại video clip. Hai loạt bài này sẽ hỗ trợ cho nhau, và tất cả những code mẫu mình làm trong video clip sẽ được đính kèm ở ngay chỗ này, tất cả bằng một cái tải thôi. Ok, vào bài tiếp theo đó là bài về tạm vực của biến. Ok, có lẽ mình sẽ quay lại để tải video clip, tải code mẫu của bài trước. Ok, test 2 chúng ta đã dừng lại ở bài này 8. Cái này nó bị trục trặc một tí về lỗi phong nhưng không phải là vấn đề lớn lắm. Bắt đầu có đi switch bomb. Ok rồi, mình cần vặn nhỏ nhạc xuống một tí. Này, ta sẽ nói về nếu như các bạn xem code của nhiều người, hoặc là các bạn thấy đâu đó trong code AutoIT có những từ khóa này, đặc biệt là local và global. Đây là hai từ khóa các bạn thường thấy nhất, dim thì ít thấy. Thì đây là hai từ khóa dùng để khai báo biến trong hầu hết các ngôn ngữ đều có. Trong hầu hết các ngôn ngữ đều có những từ khóa dùng để tạo biến. AutoIT cũng có, tuy nhiên đâu tôi làm ngôn ngữ script nó không bắt buộc. Nó không bắt buộc các bạn phải dùng đến những từ khóa này. Tuy nhiên trong một số trường hợp, ví dụ như các bạn đang sử dụng hàm, thì sử dụng một trong những từ khóa này thường là bắt buộc để giúp cho chương trình hiểu rõ hơn ý đồ của bạn khi bạn sử dụng một biến bên trong hoặc bên ngoài hàm. Bài này cũng sẽ không khó, nó sẽ đi khá nhanh thôi. Như các bạn biết, code AutoIT của chúng ta là chạy từ trên xuống dưới, chạy từ trên xuống dưới như vậy, chứ hết dòng này đến dòng kia, cho đến khi nó gặp một lệnh gọi hàm nào đó, ví dụ như lệnh gọi hàm này, thì nó sẽ ngưng ở đây và nó sẽ nhảy tới bên trong hàm này để nó vẫn còn tree nhé. Control tree nó là cái chung tới hàm này. Thì khi chạy từ trên xuống dưới, nó gặp dòng, để mình mở lớn một tí nhé. Ok, chạy tới dòng 12, nó gặp lệnh gọi hàm clip 6, ví dụ 1, nó sẽ tạm ngưng ở đây và nhảy xuống chỗ khai báo hàm ở dòng 43 này và thực thi tiếp những lệnh bên trong này tuần tự cho đến khi gặp and fun và từ khóa kết thúc hàm. Nó sẽ trở lại dòng 12 ở đây và tiếp tục chạy tiếp, và nó gặp hàm hoặc gặp code nào thì nó cũng sẽ thực hiện tiếp như vậy. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ về hàm rồi, cái chúng ta cần nói ở đây là những cái biến bên trong và bên ngoài hàm. Ok, để nói về cái này, các bạn trước mắt cần hiểu ba từ khóa lúc nãy, đó là từ khóa về dim, local và global. Dim, cả ba cái này đều là từ khóa dùng để khai báo hàm thôi, tuy nhiên đi kèm với nó sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta có một lệnh tạo biến tên bằng baby, thì nếu kết hợp từ khóa này với lệnh gọi hàm sẽ như thế nào? Nếu các bạn để ở đây là im thì biến này sẽ có giá trị
Nói thế nào nhỉ? Biến này sẽ thuộc quyền sở hữu, nói vậy đi. Biến này sẽ thuộc quyền sở hữu của hàm này nếu như trước đó chưa ai sử dụng nó, tức là chưa ai đặt tên đặt đặt cái biến này ở ngoài. Nhớ đây tuổi đi. Rồi, rồi như vậy nếu nếu như ở ở bên ngoài hàm này, tức là ở những dòng lệnh phía trên này, ở dòng lệnh từ dòng lệnh 12 trở lên đây mà chúng ta chưa chưa có tạo, ví dụ chúng ta chưa có tạo một biến khác có tên là tuổi bằng ví dụ như 10 đi. Và nếu chúng ta đã có một biến phía trước này rồi thì biến thì như thế này rồi thì cái biến này và biến ở đây sẽ là một, nó sẽ là một. Còn nếu như ở bên ngoài này chưa có từ khóa này thì cái biến trong này chỉ thuộc quyền sở hữu của hàm này thôi, của hàm quý sáu này thôi, tức là khi kết thúc return ở đây biến đó sẽ biến mất cùng với hàm. Có vẻ khó hiểu đúng không? Ok, như vậy thì mình sẽ chuyển sang cái từ khóa thứ hai, từ khóa local. Từ khóa local nếu như biến tuổi này mà các bạn tạm quên từ khóa din đi nhé, nếu các bạn chưa hiểu từ khóa din các bạn tạm tạm quên nó đi, mình sẽ nói từ khóa local. Thì ở local theo dịch ra có nghĩa là tiếng Anh tiếng lời khu vực, là một khu vực nào đó. Thì nếu như một biến có từ khóa local phía trước khi nó được tạo ra thì nó chỉ có giá trị bên trong cái hàm này mà thôi, chính xác là bên trong hàm này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bạn nhìn lại cấu trúc của một chương trình nhé, chúng ta bắt đầu từ star chạy những dòng lệnh, sau đó đụng hàm ở đây. Thì trong một chương trình của AutoIT nó riêng thôi nhé, của AutoIT chung với người khác sẽ khác. Trong chương trình AutoIT thì chỉ có hai khu vực, đó là bên ngoài hàm và bên trong hàm, bên ngoài hàm và bên trong hàm, những vùng màu trắng này này, bên trong hàm thì chỉ có hai khu vực mà thôi. Thì nếu như nói về vai trò hoặc là gọi là tầm vực của biến đấy nè, và nói vị trí của biến hoạt động á, thì nó chỉ có hai chỗ, bên trong và bên ngoài hàm. Như các bạn có thể hiểu đơn giản thế này, nếu như một từ khóa có local phía trước và từ và cái biến này đang nằm ở bên trong hàm thì nó chỉ có tác dụng ở bên trong hàm mà thôi, tức là khi hàm kết thúc biến đó sẽ biến mất, cho dù phía ngoài nó có biến nào và tên nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ biến mất. Mình bỏ ở đây nhé, như tuổi bằng 10, biến này là 4 tuổi đúng không? 4 tuổi thì ở đây mình cho là 10 tuổi. Ok, chỗ này thật ra không để nên để như vậy mà nó phải như vậy mới đúng. Local tuổi, đây là cách dùng chính xác. Như vậy đối với trường hợp này chúng ta có local tuổi, tuổi tuổi được đánh dấu là một biến local. Như vậy thì mình sẽ như thế nào đây. Ok, chỗ này rồi, chỗ này là toàn bộ comment hết nhé, các bạn có thể tạm quên nó đi. Đây mình chỉ nói tới ví dụ trong 6 thôi, 10 tuổi chạy xong. Ok, chúng ta ở đây một cái, ở đây sẽ là tuổi. Rồi mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng cái biến tuổi này khi ở local nó chỉ có tác dụng bên trong hàm này thôi. Rồi ok, như vậy có nghĩa là trên này đang là 10 tuổi, vô trong ví dụ này nó sẽ chạy tới dòng đây gặp biến này và nó nói rằng local tuổi, có nghĩa là nó sẽ tạo ra một biến mới, một biến mới được tạo ra. Ok, một biến mới tạo ra và biến này hoàn toàn khác, độc lập với biến trên này nhé. Mặc dù AutoIT đánh dấu hai cái này là giống nhau nhưng vì nó gặp và biến local cho nên đây là một biến hoàn toàn mới, sẽ trùng tên thôi, là giống như hai người trùng tên với nhau nhưng thực sự là hai người rất hoàn toàn khác nhau. Và biến này được gán là 4 tuổi chạy một hồi đã, xong nó sẽ thoát ra đây và xuất cái biến tuổi này ra. Như vậy thì theo logic đúng ở đây thì chỗ này sẽ xuất ra chữ 10 tuổi chứ không phải là chữ 4 tuổi như ở đây nó được gán. Là thử nhé. Ok, clip ví dụ 6. Đẩy gì đó đi. Ok.
Ok, 10 tuổi là chỗ này. Chúng ta là mình thấy 10 tuổi. Để xong. Local. Ok. 6 tuổi. Đây mình sẽ tạm bỏ bớt một ví dụ cho nó xong nhé. Rồi, ok, chạy lại thử nha. Tiếp 6. Chúng ta ok, con không biết là kết thúc hàm tới đây. Để trả lời nè. Như vậy thì nó lên trên này. Nó chạy ra chỗ local này và nó xuất hiện ra biến 10 tuổi. Ok, đúng như vậy có nghĩa là việc như vậy có nghĩa là việc việc cái biến tuổi được gán 4 ở đây hoàn toàn không có tác dụng đối với cái biến tuổi ở bên ngoài. Như vậy thì đây là một trường hợp với local, còn với global thì sao? Thì đơn giản global nó khác với tuổi ở chỗ là nếu các bạn để global để không phải cái này thêm một dòng nữa nhé. Cái này tạm bỏ đi. Thì không có biến mới được tạo ra. Các bạn lưu ý giúp mình là cái việc mình ghi ở đây là chỉ có ý nghĩa trong ngôn ngữ Auto IT thôi nhé, vì mỗi ngôn ngữ nó sẽ có một cách điều khiển và thậm chí cách vận hành cái global và local này khác nhau. Đối với Auto IT các bạn cần hiểu như vậy là đúng. Nếu như ở local thì một biến mới sẽ được tạo ra, còn nếu như là global ở đây thì sẽ không có biến mới nào được tạo ra, và biến tuổi này chính là biến tuổi ở bên ngoài này luôn. Các bạn chạy lại các bạn thấy F5. Ok, đặt lại nó đi. Con không biết. Trả lời xong và nó sẽ chạy xuống ngoài là 4 tuổi. Các bạn thấy ở đây. Chỗ này mặc dù ở này 4 tuổi chính là chỗ này. Bởi vì nó là dạng local. Thì đây chính là điểm khác biệt giữa global và local. Các bạn chỉ cần hiểu như vậy thôi. Còn ứng dụng như thế nào thì thực chất là các bạn cần phải lập trình nhiều. Những tình huống nảy sinh của các bạn sẽ có được nhu cầu thật sự để dùng local và global. Vậy trở lại với DIM thì nếu như các bạn đã hiểu local là gì, global là gì thì các bạn sẽ hiểu DIM là lai giữa hai cái này. Tức là ở đây mình sẽ đo dòng một cái tùy sẽ tạo mới nếu bên ngoài hàm chưa được tạo đấy. Thì ok, mình cứ chạy đi nhé. Mình sẽ chạy cho các bạn thấy ở đây chúng ta bên ngoài đã được tạo rồi, chuyển thành dim nhé. Bên ngoài đã được tạo rồi và trong đây nó gặp dim thì nó sẽ không tạo nữa, bởi vì ở ngoài đã có rồi nó không tạo nữa và nó sẽ dùng biến bên ngoài luôn. Mình xem nhé. 6 xong 4 tuổi, các bạn thấy không, biến bên ngoài bây giờ là biến ở bên trong này, bởi vì chúng ta nó tạo rồi. Nó lúc này cái biến dim sẽ có vai trò như là global vậy. Ok, chạy xong. Nếu trong trường hợp mà ở ngoài này chưa có thì sao? Chúng ta chạy thử nhé. Các bạn thử đoán xem là nó sẽ như thế nào. Ok, sẽ chạy luôn đây. Clip 6. Đã. Không biết. Ok, nó báo lỗi. Báo lỗi ở đây là biến tuổi không thể sử dụng trước khi được khai báo. Các bạn thấy có nghĩa rằng do biến bên ngoài clip 6 này biến tuổi chưa được tạo, nên khi vào trong này nó gặp dim, nó thấy là chưa hề được tạo thì nó sẽ tạo ra một biến mới. Lúc này dim sẽ có vai trò như là một local và nó sẽ tạo một biến mới, và biến mới này chỉ có vai trò có hiệu lực và chỉ có thể tồn tại bên trong hàm này mà thôi. Đến khi hàm này kết thúc thì biến đó cũng biến mất luôn. Biến đó biến mất chính như vậy, cho nên khi ra tới return ở đây chạy xuống đây hàm sẽ bốc toàn truy cập vào biến tuổi và biến tuổi đã biến mất rồi, cho nên là nó báo ra lỗi là biến điện tuổi này chưa hề tồn tại. Đó chính là lý cho đó chính là cái đó chính là cái chức năng của ba cái biến này. Thì ứng dụng nó như thế nào?
giờ nó như thế nào thì mình có nói là tùy theo tình huống, và trong những video clip sau clip tới mình sẽ sử dụng nó, cố gắng sử dụng nó để cho các bạn thấy và dần làm quen thôi. Chứ còn ngay bây giờ mình không thể nói được là nó sẽ dùng trong trường hợp nào, bởi vì nó dùng trong rất nhiều trường hợp. Mình mở rộng thêm một tí. Như bạn thấy, nếu như bạn thấy thì việc sử dụng global ở đây sẽ là một cách để các bạn truyền dữ liệu từ bên ngoài vào, hàm. Ví dụ như các bạn thấy, biến tuổi này, truyền bên ngoài vào, các bạn không muốn thay đổi nó mà các bạn muốn sử dụng nó, mình bỏ này ở đây nhé, global ở đây, biến tuổi này thì bên ngoài này mình sẽ tạo một biến tuổi rồi cho nó là 10 tuổi, và vô trong này mình không cần tạo nữa, mình chỉ global thôi, tức là mình dùng giá trị bên ngoài. Thì vô trong đây chúng ta mặc dù không gắn giá trị bên này, không gắn giá trị tuổi, không 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 gắn giá trị tuổi trong này, nhưng mà clip 6 vẫn có thể sử dụng được giá trị bên ngoài. Nói thì có vẻ khó hiểu nhưng mình sẽ chạy thử các bạn thấy ở đây, biến tuổi bao nhiêu tuổi chấm hỏi, nó sẽ ra là con 10 tuổi. Các bạn thấy ở đây là những sử dụng giá trị được khai báo ở bên ngoài, bên này. Thì việc này có nhược điểm gì, có ưu điểm gì? Đơn giản là mình giúp cho các bạn thống nhất. Ví dụ như mình nói ở đây là ví dụ nhé, tất cả những ví dụ clip 6, clip 7 này đều xoay quanh một đứa bé có tên là Bi và có một số tuổi nhất định. Như vậy thì việc chúng ta global tất cả những cái hàm này này ở đây và đưa tất cả cái biến này ra bên ngoài, và tất cả những cái hàm của chúng ta, tất cả những hàm của chúng ta đều đều global hết, global hai cái này hết, không cần tạo trong này nữa. Sau không cần đây. Bạn thấy nó sẽ, thứ nhất là nó tiết kiệm được cho bạn rất nhiều, rất nhiều là dòng lệnh. Thường nó đúng hơn là nó sẽ gọn hơn rất nhiều so với các bạn cứ đi vô mỗi hàm rồi các bạn khai báo lại tên, tên tuổi. Đấy, các bạn cứ làm như vậy, copy cho nhanh nhé. Thay thế vô đây. Các bạn thấy không, ở mỗi một ví dụ đều có bé Bi 4 tuổi, cho nên đây là một cái rất là phung phí tài nguyên hệ thống mà không cần thiết, vì chúng ta đang làm ví dụ về một đối tượng nhất định nào đó. Trong thực tế lập trình các bạn cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như vậy, là các bạn đang có rất nhiều hàm cùng tương tác tới với một biến dữ liệu. Thì nếu như các bạn không có cách này và mỗi lần nếu như các bạn muốn đổi tên của nhân vật đi, ví dụ như baby mà không đổi thành bé Bo mà nó 10 tuổi mà thay vì nó là 7 tuổi, thì nếu như các bạn có nhu cầu đổi như vậy thì các bạn phải đi vào trong tất cả những cái hàm kia, những chỗ bạn khai báo thì các bạn đổi lại. Nhưng nếu các bạn dùng cách global ở đây, tức là tất cả những hàm sẽ dùng chung một hay hai biến nào đó ở bên ngoài, thì khi các bạn chạy các ví dụ đồng loạt nó cũng sẽ đổi theo. Bạn thấy đây không? Cái bên bo nó được đổi, tương tự như vậy, đối với bỏ cái này đi nha, các bạn cần các bạn gõ lại nhé, dòng này rất là ngắn không cần phải tiếp. Tương tự như vậy đối với cái dụ 6, ví dụ 5 hay 3, bất kỳ ví dụ nào các bạn đều chạy nó đều thay đổi hết. Đây các bạn thấy không, tất cả ví dụ đều đồng loạt thay đổi hết. Đây là một cái kỹ thuật sử dụng biến rất phổ biến. Thực ra tất cả những gì mình dạy cho các bạn ở trong loạt bài này đều là những kỹ năng cơ bản mà các bạn tất cả đều phải biết, đều phải học để làm quen cả. Mình nghĩ là các bạn sau khi xem những clip này, các bạn bỏ hết code này đi, các bạn tự viết lại những ví dụ mẫu này hoặc tự nghĩ ra ví dụ mới để viết. Để mình xem trong lý thuyết còn gì nữa hay không. Rồi nếu các bạn có thể xem những bài lý thuyết ở đây thêm, các bạn có sẽ hiểu. Ở đây là có một cái hàm mình giới thiệu cho các bạn luôn, liên quan khá mật thiết đối với cái hàm ở đây. Rồi nó cũng liên quan ít tới cái này.
Trước tiên mình sẽ nói đây là một hàm, cái Auto IT Set Option này là một hàm dựng sẵn của Auto IT. Nó dùng bật tắt một option là có nhất thiết phải khai báo hàm trước khi sử dụng hay không. Các bạn muốn xem rõ về cái này, các bạn bấm vào hàm này F1. Sau đó nó sẽ mở ra cái mô tả về hàm Auto IT Set Option. Tiếp đó bạn copy cái biến này ở đây. Các bạn Ctrl F. Các bạn Ctrl F, sau đó bạn Find Net, các bạn thấy dưới này nó sẽ ghi chú là không là không cần, nếu một là cần phải khai báo hàm trước khi sử dụng. Tức là nếu như các bạn đang để ở chế độ này bằng một, các bạn phải khai báo hàm, nếu không đây đây bạn thấy không, khai báo nếu không có thì nó sẽ báo lỗi, bởi vì thực chất ở trạng thái này là Auto IT sẽ tự động khai báo hàm nếu như khai báo hàm tùy theo tình huống nhé, nó sẽ tự động khai báo hàm nếu như hàm chưa được tạo. Nếu như các bạn để chế độ bằng một thì tất cả những chỗ này phải được khai báo, tức là bạn phải có ít nhất một từ khóa dim local hoặc là global ở phía trước này thì nó mới chấp nhận. Bạn thấy nó hết báo lỗi rồi đấy không? Cái này lại bạn thấy nó hết báo lỗi rồi đúng không? Thì theo cá nhân mình nhận định, cá nhân mình đánh giá thì nếu như các bạn mới học lập trình, trong tất cả những chương trình của các bạn, bạn nên để từ khóa này ở phía đầu. Và thậm chí một số lập trình viên lớn tuổi kỳ cựu, nếu mà họ cẩn thận, họ luôn để cái này ở phía trên đầu, tức là luôn set này bằng một, không để bằng không. Bởi vì thật ra cái này cũng tùy khả năng của mỗi người thôi. Như cá nhân mình thì mình rất ít khi, thậm chí là mình không bao giờ sử dụng tới hàm này, bởi vì mình có một thói quen đi bất lỗi hơi khác người một tí. Ở đây mình không bàn vấn đề đó, tuy nhiên mình khuyên các bạn mới nên sử dụng cái dòng lệnh này ở đây, sẽ giúp cho các bạn đỡ vất vả hơn và giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về dim local và global. Bởi vì Auto IT là một người dễ học, cho nên là nó sẽ không vấn đề lắm khi các bạn dùng Auto IT. Nhưng mình cũng nói luôn, Auto IT là ngôn ngữ bắt đầu của một lập trình viên, bởi vì một lập trình viên không nên, thậm chí là không thể nào sống được với nghề lập trình nếu chỉ biết mỗi Auto IT không. Và sau khi học Auto IT, các bạn phải học những ngôn ngữ khác, và những ngôn ngữ đó chắc chắn sẽ phức tạp hơn Auto IT rất nhiều. Đó là lý do tại sao các bạn cần có những ước chuẩn bị, có những kỹ năng lập trình sau đó mà ít lỗi nhất. Và cái việc sử dụng này sẽ giúp cho các bạn giảm bớt được những thói quen xấu khi đang lập trình. Chính xác là như vậy, hàm này sẽ giúp cho các bạn giảm bớt được những thói quen xấu khi lập trình, đúng hơn là giảm bớt những thói quen xấu khi sử dụng hàm. Ok, mình nghĩ là bài hôm nay chỉ có như vậy thôi, nó không khó. Và trước khi kết thúc cái bài lập bài này thì mình xin có một lưu ý nhỏ là bài tiếp theo đó là về mảng dữ liệu. Thực chất đây là một bài lý thuyết thôi chứ cũng không có gì phức tạp lắm. Nó nói về một cái khái niệm gọi là array, tức là mảng dữ liệu. Thì mình sẽ nói nhanh thế này, chỉ bởi vì nó cũng không có gì để ví dụ cả. Nói nhanh thế này bởi vì khi các bạn học về hàm, các bạn học về cách khai báo và sử dụng hàm, mục đích của bạn học nó là vì chúng ta có quá nhiều dòng lệnh, có quá nhiều nhóm dòng lệnh cần được nhóm lại với nhau và được quản lý. Thì mảng dữ liệu cũng vậy, mảng dữ liệu được nảy sinh, nó được sinh ra với mục đích là để cho các bạn dễ quản lý một tập hợp dữ liệu, tập hợp biến giống nhau. Mình nói ví dụ như ở đây là các bạn có tên tuổi, nhưng mà một đứa trẻ thì nó không chỉ có tên tuổi không, mà nó còn có cả chiều cao, có chiều cao rồi bằng bao nhiêu đó, ví dụ như là 50 cm, bao nhiêu đó, thậm chí là nó có cân nặng bằng 15 kg.
đại khái như vậy, sẽ còn rất 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 nhiều nữa. Thì nó nhiều như vậy, và nếu các bạn nếu như các bạn nó nhiều như vậy, nếu như các bạn đi đi tới tất cả những cái hàm, các bạn đều phải global hết cái đống này thì nó rất là phức tạp, rất là phiền phức. Nghe đây, global ở đây, global chiều cao rồi global cân nặng thì nó rất là phiền. Đây là ví dụ thôi nhé. Thì cho nên người ta mới phát sinh ra tạo ra một cái biến mới, nó gọi là em bé bằng, ví dụ như mình nói là mình đang có bốn thuộc tính bé, thì chúng ta sẽ để ở đây 0 bằng như vậy. Ở đây mình sẽ làm nhanh thôi. Thực ra mình muốn kết thúc loạt bài này sớm để chỉ cho các bạn những ngôn ngữ khác nữa. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một biến duy nhất nhưng nó chứa tất cả những phần tử phía trên này. Mình thử nhé. Ok, như vậy thì mình sẽ làm một ví dụ mới. Mình bỏ đi nhé. Clip 8 hoặc clip 9 chứ. Clip 9 đây là ví dụ 1. Ok, mình sẽ làm ví dụ chính function xuống dưới cùng nhé. Function mình phân and ok and phân rồi. Này ví dụ về mạng mạng dữ liệu. Ok, tương tự như kia các bạn cũng có thể global cái biến em bé, và tương tự như vậy copy ngay trên này luôn nhé. Được cái nào ta, đây đi, không mình cần một cái đơn giản hơn, mình không muốn phức tạp hóa vấn đề lên. Ok chỗ này rồi. Clip 9 nhưng câu hỏi không bao nhiêu tuổi. Thì mình biết rằng tuổi, để mình xem nào, ở đây mình không nhớ lắm. Đây mình cần để nó chỗ này trong auto IT, chỗ này toàn bộ là số hết. Đây là một cái dở của auto IT. Tuy nhiên mới học thì các bạn cũng không cần phải phức tạp chỗ này, nhưng mà hy vọng sau này lên các bạn sẽ thấy sao. Xin mừng tuổi trả lời. Tuổi thì nó là cái đầu, cái thứ hai có biến số bằng một. Rồi và lưu ý rằng đây là một danh sách trong biến này, các phần tử của nó sẽ lần lượt được đánh số từ 0 tới 1, 2, 3, 4 nhé. Phần tử thứ hai sẽ có giá trị bằng 1, phần tử đầu tiên giá trị bằng 0, và tiếp tiếp như vậy bằng trừ 1 đi. Nói về tuổi thì là đây. Còn nếu nói về tên thì nó là giá trị đầu. Cái này không cách khác là các bạn nhớ thôi. Nếu mà các bạn ở đâu hả? Còn ở đâu thì như vậy chúng ta sẽ cần thêm một cái nữa là cái số 4. Ok, số 4. Rồi cái 2 và cái 3 thì mình tạm bỏ qua nhé. Như vậy thì như vậy là xong. Có một vấn đề nhỏ đây là chúng ta cần thêm một phần tử mới, thì mỗi khi cần một phần tử mới các bạn làm như thế nào? Đơn giản là các bạn chạy lên cái chỗ mà các bạn khai báo hàm đấy, các bạn tăng lên một cái 5 thì các bạn sẽ có được phần tử thứ tư ở riêng đấy, phần tử thứ tư nhé.
phần tử 5.4. Như vậy thì các bạn sẽ chạy được cái biến này chính. Ok, xong nhé, là thử ví dụ chính nhập câu hỏi vào, chúng ta xem là nhà ở đâu. Ồ, gì đó không ổn. What? Để mình chạy lại xem chuyện gì đã xảy ra. Câu hỏi. Các bạn để mình chạy lại nhé. Luôn luôn có lỗi nhưng không biết là cái lỗi gì. Nhà ở đâu? What? Clip 6, clip 9. Clip 9 thì liên quan gì clip 6 ở đây nhỉ? À, ok. Sorry các bạn. Mình quên mất là mình đã bật cái chỗ này ở đây. Mình sẽ tạm tắt đi nhé. Ok, bởi vì mình như bạn nói, mình như mình đã nói với các bạn là mình không hề có thói quen sử dụng cái này, nhưng mình vẫn control tốt code của mình. Ok, nhà ở đâu? Hòa, các bạn thấy không? Thì việc sử dụng như vậy sẽ giúp cho các bạn dễ quản lý cái dữ liệu của các bạn hơn, vì các bạn chỉ cần tương tác với cái từ khóa em bé này, các bạn sẽ có được loạt cái dữ liệu ở đây. Và array chỉ được sử dụng để dùng để nhóm một tập hợp những kiểu dữ liệu có cùng thuộc tính với nhau. Thực ra AutoIT trong array trong AutoIT nó rất đơn giản, nó không phức tạp như một số ngôn ngữ khác. Tuy nhiên đây là ngôn ngữ mới dùng để học lập trình, cho nên là cũng không cần phải phức tạp. Sẽ có rất nhiều thứ thú vị xoay quanh cái mảng này, và thật sự trong một video clip sẽ không thể nói hết được. Và các bạn sẽ có cơ hội để luyện tập và sử dụng nó trong 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 điều kiện thực tế. Ok, mình sẽ tạm kết thúc video clip ở đây. Mình sẽ code này lên ví dụ cho các bạn, và hẹn các bạn trong video clip tiếp theo nhé. Ok, chào các bạn.